Đây cô chú ơi, nhưng mà cô chú nhớ A Trùy lắm nè. Cô chú A Trùy nói xin chào cô chú. Cô chú. Xin chào. Xin chào. Con nè. Wait, what is this? Cái này hả? Oh, you don't know what this is? Cái này là Trùy Mental. Open it. Long as possible. See, and then make shape. What shape can you make? Like a circle? Round? Đây này chơi có quá trời purple luôn nè. À, còn cái này là circle. What is this? Cái này là cái gì? Unicorn. Gì unicorn? Unicorn. Say it. Say unicorn. Oh my. Trời, nó không có được chữ unicorn vậy. Another one. Trời, nó là unicorn. There you go. Ủa, là cái này là unicorn hay unicorn vậy? Unicorn. Còn cái này là cái gì, Audrey? What is that? A strawberry. Strawberry, đúng rồi. Cái này cái gì? A heart. Đúng rồi. Cái này cái gì? I got a popsicle. A popsicle. Trời, nó biết cái này cái gì là hỏi đó. Cái này cái gì? A cupcake. A cupcake. Cái này cái gì? A pineapple. Pineapple, đúng rồi. Còn cái này là cái gì? A unicorn. No. Andrew, unicorn. Say it, unicorn. A unicorn. Đúng rồi, còn cái này là cái gì? A dinosaur. Dinosaur, đúng rồi. Dinosaur is really good. Còn cái này là cái gì? Well, we have a cowboy. Đúng rồi, giỏi. That's my toy. Ai, không cho mày đụng luôn chơi con hả? No, you can't. Cái này cái gì? Cái này cái gì? Mermaid. I said it. Đúng rồi, con nói đúng rồi. Oh, JD, this is Audrey, this is Audrey. Audrey, this is cái gì nữa? Cái này là ai nói cho Audrey nghe đây? A bear. A bear? Yeah. That's an Anna bear. Anna bear. Yeah. Cái này, bây giờ. Hai đứa ngồi nói chuyện với cô chú nha. Để mình ra cái cổ của mẹ đó. That's a cool bear, Jake. That's a cool boy. Well, these are my ponies, so I won't share with my ponies. Okay. Hey, you wet me. I put it with water, so you can't wet me like that. I don't want to be wet. Yeah. I can do that too. We can make a necklace like that. We can make a necklace like that. There you go, Jay. Don't get me wet. I did you. Don't get me wet. Okay, Jay. Hey, you want to play pops with me? Want me to eat a unicorn? No, we can't. I won't share with these ones. If you say please, then I won't give you it. Then if you say no, please, then I won't give you it. You can play with these ones. Daddy's favorite. Hello. Hey, Papa. I know it's your party. No, that's just up. No, just put it down there. That's for the car. That's for the little car. That's for a little car. That's for the little car. And you can use this one if you want. Let's put these back. Okay. I won't share. Excuse me. Can I go in your bed? Yes, you can go in this bed. Your bed. Don't broke my toys. These are
These are really Legos. Hey, you're broken the stuff in here. Hmm? You're broken the stuff. How about you sit over there? I'm gonna pull some anyway. I have lip gloss right there. That's him. Where's lip gloss? Lip gloss so pretty, right? Say right. She's pretty. That's not a pretty rock. Oh. I'm a chum. No, cô chỉ là từ Joshua thì have to play the. Hey, I took it. I want to. Chay à, chay. Tại sao kỳ vậy ta? You took it. Ủa chứ bạn tới không cho được, không share đồ chơi cho bạn chơi thì bạn gì? Trời đâu có đâu, à, kỳ đâu có tính quýnh con bằng cái rõ dữ vậy. Hả? What? What did you say? Can I try the pink bike? Oh yeah! Yes you can! That's a new bike! That's Shady new bike! I want to try it! Đó! Đó! Con chay này không nghĩ chơi nó đi! Nghĩ gì? Mẹ rất là bực mình rồi nha! Bây giờ bước vô! Úp mặt vô tường cho mẹ! Tại sao bạn bè qua lúc nào mượn đồ chơi cũng là nói không cho mượn là lý do sao? Bước vô nhà! Úp mặt vô tường! No, I'm sorry! Bây giờ có cho bạn mượn đồ chơi không? Rồi, để em mới cho bạn mượn. Con này là không đi làm mà đi cười ấy nên là nó mệt thế này chứ không phải đơn giản đâu. What bike you want? About... You want this one? Yeah. Ok. Rồi bây giờ con đi ra con. Con bị dính vô đây rồi. Con này nè, đã đi. Whatever JD whatever that Audrey touch, JD always said no. Why is JD so mean? Can you give me the towel and the washer? The washer, the one I just throw in there. I want the bike. Ok, rồi. Để mẹ sẽ lấy cho con một chiếc, Audrey một chiếc, ok? Bây giờ. Ok, Audrey ngồi chiếc này, con ngồi chiếc này nha. Ok, rồi con ngồi chiếc này. Lên đây. Dành nữa là tao cho đi vô nhà úp mặt vô tường. Rồi cứ giỡn mặt nha chay. Nghe không chay? Mẹ không giỡn đâu đó. Để cho bạn mượn. Đó, đã dành cái đèn, sao giờ không vô chơi với đèn đi? Đập con này quá. Ok, baby, I'll be back in a little bit. Ok. You're ok, right? Yeah. Hi. Hi, puppy. Did you see the swimming? No, she can't go by the docks because she gets in trouble. Go, you guys go, race. Who's faster? Wait, Audrey, stop. You guys have to start at the same time. Come back. Come on. Honey, you ready? Uh-huh. You think you can race her? I'm gonna park you, I'm gonna put you right in the spot. Okay? Do you need shoes? No, I don't need shoes. Okay, Audrey, I'm gonna get you straight here too. Hey, he just bumped me. I did it. No, he did it. I did it, and she's a she. Okay, when I count to three, you go, okay? One, two, three, go. I can't. Audrey wins! I don't know how to go, man. Audrey wins. How about we gonna take this off? No, she doesn't know how to drive a bike. Con không biết chạy xe hả? Con chạy lại cho mẹ coi, con chạy lại coi. Look, it's hard. Let me see, let me. Coi, 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 đạp coi. Đó, đúng rồi, đạp đi. Coi, con đạp với nhà tôi đi. No, sao buồn về nhà rồi hả? Giận hả? Some bangles. Hả? I just want some bangles. Đi. I don't want to go to Audrey now. Ủa, không qua nhà Audrey chơi hả? No. Sao kỳ vậy?
sao vậy? Sao vậy? Buồn hả? Buồn vào hôn. Cô á chị gá, á chị gá. Chết rồi, a chay rồi, chạy cũng thua a trì, mà cái đó đạp xe đạp cũng thua a trì nữa. Thôi xong rồi, trời ơi, tụi chạy lẹ dữ sao không? Wow. Ủa cái gì vậy? Ủa? Ủa cái gì vậy? Đừng có nhìn thấy cái gì khác rồi. Yeah, JD. Switch. This mic is faster. Chạy. Cái xe này chạy nhanh hơn này. Con đổ đi, con đổ cho ai trì chạy đi. Hả? Đưa coi vậy mày, coi coi. Thôi đừng ai, để cho ai trì chạy thử cái chạy chiếc này coi vừa sao. Ok, thử coi. Ok, ra đây cho ai trì thử chạy chiếc này. Ok, try this one. Ok. Rồi, ok. Ok, rồi, rồi. Rồi, đạp đi, let me. Hãy đi, go. Go, let's see. Cái xe này chạy chậm hơn thiệt. Cái xe này chạy chậm hơn thiệt. Oh, tại vì có dính cát ở trên đó, anh chị nó nói có dính cát ở trên đó nên là cái xe này chạy. Oh, cái xe này nó không có ba lần sang. Thôi anh chị chạy kìa, vậy mà anh chị cũng chạy cũng được rồi chơi kìa. Rồi, you chase her. Chase. Quẹo. A trì quẹo rồi. Trời ơi, a trì nó đi bằng chân cũng lẹ nó kìa chơi kìa. Chạy cố đạp. Cố lên. Đội áo đỏ cố lên và đội áo hồng cố lên. Cố lên quẹo. Rồi ok, bây giờ lên tới đây là đạp. Thi đạp nè. Lên tới đây, thi đạp. Ủa lắm. Về để mà đẩy về. Để mày đẩy về lên tới đó thi đạp với nhau. Coi ai đạp nhanh hơn xuống dốc nha. Remember the game, the other day. Ok, you guys gonna do the... Don't go too fast. Ủa, vô lý vậy, ok. Now gonna race, ok. Can we go slower, mom? Trời ơi, nó nói với A Trì vậy, đừng có đi quá nhanh chưa. Đây nè, đứng lên đây, A Trì. Come down here. Come, reverse. Oh, ok, xa ra, có ra. Wait, when I count, ok. Chưa, từ nha, để làm chuẩn bị nha. Ok, quay, ok. I count from 1, 2, 3, ok. 1, 2, 3, go. 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 What's wrong? I went this way. Chơi khóc mày. You wanna race again? Có muốn không? Muốn đua xe lại nữa không? Chàng không muốn race rồi. A Trì tự nhiên cứ ưa là khóc nha. Rồi, A Trì is ready. On her position. A Trì sẵn sàng rồi kìa, vô vị trí rồi kìa, tới con đây. Ủa không muốn chơi nữa hả? Ủa chơi chán vậy? A Trì, wait for JD. Rồi, lên. Ủa, tự nhiên giờ đi đòi đi qua nhà A Trì làm chi? You can't see my bike. Cái gì? What did you say? A Trì can't see my bike. Làm sao? Tự nhiên? She can't see my bike. Oh, why can't she? Because she doesn't own bike. No, this bike is good. Okay, how about you wait over here? Okay. Trời. Wait, it's go back up. Hả? Back up? Go back. Sao vậy? Oh, you wanna go to your house? Or you wanna play this? Đúng chay, sao tự nhiên nói đâu qua nhà A Trì, còn A Trì thì muốn ở đây. They have to orange thing inside. What orange? No, in chase. Okay, which one? Show me. Cái này vậy thôi mà tụi nó chơi đồ dữ lắm á. Thế nào nó cũng như A Trì, nó cũng kêu mẹ nó mua cho nó.
What is that? It's just a stick. That's for my mom's. Mm-hmm. That's not for James. Hey, wow, good job. Okay, so sit there, okay? Can I pull it? Huh? Can I pull it? Yeah, pull it. Yeah, đúng rồi. Thôi, đây mẹ, A Kỳ nó đâu có muốn về đâu, sao con kỳ vậy con? Oh, you can't play here. I don't want to play here. Trời ơi, A Kỳ thì muốn chơi ở đây, còn trai thì muốn chơi ở nhà A Kỳ, có được đời không? Nó chạy lại nó hỏi cô cho cô muốn đi về nhà chơi không? Mà chị nói không, muốn ngồi đây chơi. Hey, let me see your face. Wow. Kỳ ghê, con chơi nó kỳ ghê á. Ở đây chơi cũng được vậy, tự nhiên qua nhà A Kỳ chơi, tào lao. Về đây với mẹ đi con. I'll go. Now you wanna go to your house? Yeah. Okay, put your shoes on. I'm gonna stay there. Huh? I'm gonna stay my... Yeah, put your shoes on. Okay, I'm gonna change that right there. Cái chân bị gì nè, cái chân bị ấy nè, ok. Okay. Rồi. Wait, trời I'm coming to you. Ôi trời ơi. It's okay, I'll take care of it. Rồi, ok. I'm coming. Trời ơi, nó nói mẹ ơi, mẹ kéo chiếc xe đạp vô giùm cho con. Rồi, bye bye nha.